Phút 55 trận đấu giữa Inter Miami và Cincinnati, Lionel Messi đã được tung vào sân, chính thức đánh dấu sự trở lại sau 4 trận ngồi ngoài vì chấn thương. Miami rất cần 3 điểm để nuôi hy vọng vào playoff khu vực miền Đông. Nhưng cuối cùng thêm một lần vấp ngã nữa khiến họ không thể hoàn thành mục tiêu. Chủ nhà lần đầu thất bại khi Messi có mặt trên sân, qua đó chính thức hết cơ hội tiến xa tại MLS. Thua chung kết US Open Cup, liên tiếp nhận kết quả hòa và thua tại MLS, để rồi không còn hy vọng tranh chức vô địch. Đó là bức tranh đầy màu sắc u tối tới từ Inter Miami. Trong hơn 20 ngày, họ không có sự phục vụ của Messi. Những ngày buồn của El Pulga cứ thế nối dài, mà cái đáng hơn là anh chẳng thể làm gì được vì cơ thể đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Nhưng rồi mọi sự ảm đạm ấy dường như sẽ chấm dứt ngay trong thời gian này, khi M10 báo tin vui về một màn tái xuất, cùng với quyết tâm tìm lại niềm cảm hứng với trái bóng tròn. Và có lẽ FIFA Days tháng 10, cụ thể là vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ cùng đội tuyển Argentina, chính là chiếc chìa khóa mở lại nụ cười hạnh phúc của GOAT đối với môn thể thao vua, thứ vốn đã bị khóa chặt suốt gần một tháng qua trên đất Mỹ. Messi đã không thi đấu kể từ ngày 21 tháng 9, khi anh dính chấn thương và rời sân ở phút 37 trong trận đấu với Toronto FC, nơi mà Inter Miami đã có chiến thắng giòn giã với tỷ số 4-0. Nếu không tính trận đấu mới nhất với Cincinnati, tổng cộng ngôi sao người Argentina đã vắng mặt 4 trận thi đấu gần đây của Inter Miami. Điều này khiến đội bóng của chủ tịch David Beckham quay trở lại với đúng bộ mặt đáng thương ngày trước khi M10 chưa đến, chỉ biết hòa và thua. Trong đó tai hại nhất chắc chắn phải là thất bại 1-2 ở chung kết US Open Cup trước Houston Dynamo, khiến cho Miami tan giấc mộng đạt cú ăn bà vĩ đại. Mà hiện giờ với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông, cơ hội để Inter Miami sở hữu một tấm vé tham dự playoff tranh chức vô địch cũng trở nên bất khả thi hơn. Tất cả đều như đang quay lưng với Lionel Messi, mà El Pulga cũng đành bất lực chẳng thể làm gì được. Thể trạng cơ thể của anh đã bật báo động quá tải sau thời gian phải cày ải với tần suất thi đấu khủng khiếp đối với một lão tướng đã bước qua tuổi 36. Thế nhưng rất có thể những ngày buồn ấy của Messi sẽ chấm dứt khi FIFA Days trở lại. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, bởi vì chính giai đoạn triệu tập lên tuyển quốc gia tham dự FIFA Days vào tháng trước là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến sự suy kiệt thể lực của Leo. Việc phải gồng gánh cả Inter Miami lẫn đội tuyển Argentina đã khiến cho đôi chân của bọ chét nguyên tử cảm thấy mệt mỏi. Và rồi thông báo quá tải đã bật lên, kéo theo chuỗi ngày buồn liên tiếp kéo dài hơn 20 ngày qua của cựu sao Barcelona. Cơ mà lần này qua lần khác, bởi Messi đã không thể ra sân từ cuối tháng 9 và anh cũng chỉ vừa mới bình phục chấn thương mà thôi. Tức là thời gian là quá đủ để El Pulga nhớ trái bóng tròn ra giết. Cộng thêm những thất bại liên tiếp của Inter Miami, Messi cần một bàn đạp hoàn hảo để đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ. Và đó chính là FIFA Days với vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ cùng đội tuyển Argentina. Rõ ràng việc khoác lên mình chiếc áo sọc trắng xanh được đồng hành cùng với những người anh em cùng chung dòng máu tango sẽ là điều kiện tuyệt vời hơn hẳn để tạo ra sự hưng phấn tuyệt đối trong ngày đánh dấu màn tái xuất của El Pulga. Kể cả trong trường hợp các nhà đương kim vô địch thế giới đang phải đối diện với cơn bão chấn thương, thì đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Messi trở lại. Trong lượt trận thứ 3 và thứ 4 của vòng loại Nam Mỹ, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không thể có 5 cầu thủ do chấn thương, bao gồm Juan Foy, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Lisandro Martinez và Angel Correa. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là Angel Di Maria, người đã bị chấn thương vào thứ 3 tuần trước trong trận thua của Benfica trước Inter Milan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Thiên thần sẽ lần lượt bỏ lỡ các trận đấu gặp Paraguay và Peru trong tháng 10 này. Trong khi đó, Angel Correa và Lisandro Martinez là hai cầu thủ còn lại thường có tên trong danh sách của Scaloni nhưng không thể có mặt vì chấn thương. Tiền đạo của Atletico Madrid vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau khi bị bong gân đầu gối. Và mặc dù anh đã tham gia trận đấu mới nhất của Atletico Madrid, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái nên đã quyết định nghỉ ngơi là tốt nhất. Đối với hậu vệ của Manchester United, Lisandro Martinez đã phải phẫu thuật một lần nữa do chấn thương ở bàn chân phải và sẽ không thể thi đấu trong thời gian còn lại của năm 2023. Hai cầu thủ vắng mặt còn lại trong đội hình của Scaloni là Juan Foy và Paulo Dybala. Hậu vệ của Villarreal đã bị trật khớp vai ở trận đấu vừa qua, nhưng sự vắng mặt của anh không chỉ liên quan đến lý do đó. Cầu thủ này vừa bình phục sau cơn đau cơ và ý tưởng của huấn luyện viên là bổ sung Facundo Medina, người đã có thể thi đấu tốt ở cả hành lang trái. Về phần Dybala, anh dính chấn thương trong trận thắng 4-1 của Roma trước Cagliari do một vết thương nặng ở đầu gối trái. Vài giờ sau, tờ TYC Sport đã xác nhận đây sẽ là sự vắng mặt thứ 5 của đội tuyển Argentina. Chịu khá tổn thất là vậy,
Song Messi hoàn toàn có thể yên tâm bật chế độ hưng phấn cao nhất, bởi trong tay Scaloni vẫn còn đó cả một đội quân hùng mạnh. Họ sẽ là những hỗ trợ đắc lực mà El Pulga trở lại cuộc đua tìm lại niềm vui chiến thắng. Đó sẽ là Julian Alvarez và Lautaro Martinez, hai ngôi sao tấn công đang thể hiện phong độ chói sáng trong máu của Man City và Inter Milan. Hay như Nicolas Gonzalez, dù là đóa hoa nở muộn, song vẫn luôn thể hiện phong độ ổn định suốt từ đầu vòng loại. Hay như bộ ba tiền vệ Alexis McAllister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul, những người cậu em đầy mạnh mẽ, luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ giấc mơ thâu tóm mọi danh hiệu của Messi. Họ vẫn tạo ra pháo đài khu trung tuyến, làm bệ phóng đưa Albiceleste trở nên vô đối tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Hiện tại Argentina vẫn đang chia sẻ ngôi đầu bảng với đại kình địch Brazil. Trải qua hai trận đấu, Messi cùng các đồng đội đã giành trọn 6 điểm tối đa, ghi 4 bàn thắng và đặc biệt chưa để thủng lưới bất kỳ một bàn thua nào. Thêm một cơ sở nữa để người hâm mộ tin rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để cho màn tái xuất thực sự hoành tráng của Messi. Đó là khi hai đối thủ tiếp theo của El Pulga tại FIFA Days tháng 10 lần lượt chỉ là Paraguay và Peru. Cả hai đội tuyển này đều đang không đạt phong độ tốt tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Trải qua hai vòng đấu thì họ đều mới chỉ có cùng được một điểm và chia sẻ hai vị trí thuộc nửa dưới trên bảng xếp hạng. Rõ ràng trước một Argentina đang được gắn mác đương kim vô địch thế giới lại còn đang có được phong độ cao, thì cơ hội có điểm của cả Paraguay lẫn Peru xem chừng khá là mỏng manh. Có vẻ những ngày buồn của Messi sắp chấm dứt, và những cổ động viên Argentina nói riêng cũng như toàn bộ khán giả yêu mến Leo trên toàn thế giới nói chung, gần một tháng qua chứng kiến El Pulga bất lực nhìn Inter Miami cứ thế buông bỏ mọi mục tiêu còn lại trong mùa giải. Như vậy là quá đủ rồi. Giờ là lúc để người đội trưởng vừa nâng cao chiếc cúp vàng một năm về trước trở lại mạnh mẽ hơn. Gần 30 ngày không được sống trong sự hưng phấn và mỗi buổi sáng, không còn được hòa mình vào làn sóng hồng Inter Miami cùng với những siêu phẩm từ đôi chân ma thuật của Messi. Tất cả nốt trầm lặng ấy có lẽ sẽ được chính M10 đặt dấu chấm hết tại FIFA Day tháng 10. Với ngôi sao sinh năm 1987, việc tạo thêm những siêu phẩm từ đi bóng, kiến tạo hay ghi bàn, đó chính là niềm hạnh phúc, sự tận hưởng, thứ gọi là tình yêu thuần khiết nhất cùng môn thể thao vua. Để rồi sau khoảng thời gian thiếu đi hình bóng của GOAT, người hâm mộ hiểu rằng họ vẫn cần Messi đến nhường nào. Cả thế giới túc cầu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận viễn cảnh sẽ không còn được chứng kiến Messi chơi bóng nữa, và ngay cả bản thân King Leo cũng vậy. Thôi thì cơn mưa buồn nặng hạt cuối cùng cũng đã qua đi, và những tia nắng ấm áp cùng chiếc cầu vồng sẽ lại được ló dạng. Chú dê vàng comeback với thể trạng được hồi phục 100%, đã đến lúc tìm lại niềm vui với màu áo sọc trắng xanh và vũ điệu tango mê đắm cùng với những người đồng đội tuyệt vời nhất thôi, Leo. Xin chào FIFA Day tháng 10, GOAT đã trở lại rồi đây.